Dạ xin kính chào quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em ạ. Nay em quay và đăng tải lên cho quý anh chị một lô đất ngay quốc lộ 14A cũng như là đường Hùng Vương tại trung tâm huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ạ. Chủ nhà có nhu cầu cần bán gấp nhá, đưa ra cái giá hợp lý để cho chúng ta có thể đầu tư sinh lời, hoặc chúng ta có thể về đây định cư mua bán ạ. Ở đây trước hết để em giới thiệu một lô đất của chúng ta. Mặt đường quốc lộ 14A của chúng ta là 8m nhá. Chiều sâu đã trừ lộ giới rồi là 40m, trong đó phun thổ cư luôn, tức là một lô đất phun thổ cư rất giá trị. Lô đất chúng ta thuộc huyện Chư Sê. Theo hướng này chúng ta về tới Ủy ban dân huyện Chư Sê thì bán kính khoảng 2 cây số là chúng ta tới ngân hàng, bệnh viện vân vân. Và điều đặc biệt lô đất chúng ta chỉ cách chợ nhá. Ở đây có một cái chợ bán kính khoảng 50m thôi. À. Và quay ngược hướng lên này thì chúng ta về tới thành phố Bờ Lê Cu, Gia Lai cũng như sân bay thì khoảng 35 cây số thôi ạ. Và có trường học cấp 3 cách lô đất chúng ta khoảng 1,5 km đổ lại. Gia chủ đang có nhu cầu bán, đưa ra cái giá rất hợp lý nhá. Giá đưa ra chỉ có 245 triệu một mét. Đất phun thổ cư ở thời điểm này với giá đây là rất hợp lý nhá. Bởi vì khu vực này là khu trung tâm huyện Chư Sê, đường quốc lộ 14A. Chúng ta có thể ở đây kinh doanh mua bán bất cứ mặt hàng gì cũng được. Đó, lô đất chúng ta đó ạ. Lô đất chúng ta ngoảnh hướng đông, chính đông ghế Lam nhá, một cái hướng phong thủy để cho chúng ta ở, kinh doanh buôn bán và xây nhà ở rất mát ạ. Đó, cây xăng cũng sát gần nhà luôn đó ạ. Và chợ. Quý anh chị chúng ta có nhu cầu liên hệ ngay cho em một lô đất này, gia chủ đang cần tiền bán gấp, đưa ra cái giá rẻ hơn thị trường rất nhiều. Ở khu vực này đang giao dịch khoảng 270-260 một mét nhá, tùy theo địa điểm. Mà lô đất chúng ta lại phun thổ cư. Thổ cư ở khu vực này bây giờ lên khoảng 5 triệu trên một mét. Chúng ta đầu tư ở thời điểm này rất hợp lý ạ. Bởi vì khu vực đất Gia Lai đang có chiều hướng tăng giá. Bởi vì giá cà phê, sầu riêng, tiêu đang lên giá. Một số bà con ở các nơi đang xô về đây chúng ta ở để định cư kinh tế rất nhiều. Bởi vì đất ở Gia Lai còn rất rẻ so với các tỉnh thành khác ạ. Để em nhắc lại, ngang mặt đường quốc lộ 14A đây là 8m, chiều sâu là 40m, trong đó phun thổ cư. À, với cái giá chỉ 245 triệu trên 1 mét ngang. Bao sang tên có thương lượng nhẹ, có thương lượng vướng gia lộc nhẹ nhá. Nếu quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì điện ngay vào số điện thoại trên màn hình em dán là 0975582442. Và kết nối Zalo, em sẽ đưa quý anh chị về đây trực tiếp để gặp chủ nhà để chúng ta thương lượng giao dịch mua bán ạ. Bây giờ xin mời theo dõi live cam nhá, để biết vị trí lô đất và khu dân cư. Em nhắc lại chỉ cách chợ khoảng 50m thôi. Ở đây rất thuận tiện. Với 8m chiều ngang chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Chúng ta có thể mở quán tạp hóa, làm kho, làm tiệm sửa xe, vân vân. Và em vẫn còn rất nhiều quỹ đất nhá. Chúng ta có thể liên hệ cho em. Hàng ngày em vẫn đăng tải lên rất nhiều quỹ đất với giá hợp lý. Đất vườn cà phê, sầu riêng, đất không, đất nền nhà ở tại trung tâm huyện Chư Sê vẫn còn rất nhiều. Rồi, bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin mời theo dõi live cam.